Xin chào mọi người, hôm nay ở cái video này thì mình muốn giới thiệu tới mọi người ba cái mẫu của quần tấm liền mà được khách hàng sử dụng nhiều nhất trong tháng 9 và tháng 10 vừa qua. Tính đến hôm nay là ngày 12 tháng 10 thì mình xin tổng hợp lại ba cái mẫu cửa quần tấm liền kéo tay mà khách hàng bên mình sử dụng nhiều nhất. Thứ nhất là cửa quần tấm liền kéo tay màu ghi nhé, cửa quần tấm liền kéo tay màu ghi. Nếu mà năm ngoái thì cửa quần tấm liền kiểu tay màu xanh thì được khách hàng bên mình sử dụng nhiều nhất, thì năm nay cái giai đoạn tháng 9, tháng 10 vừa qua thì cửa quần tấm liền kiểu tay màu ghi được khách hàng bên mình chọn nhiều. Chắc là do cái sở thích và nhu cầu của mỗi khách hàng thay đổi, nhưng mà mình thấy đa phần khách hàng chọn màu ghi. Bên đây là mẫu ghi sáng nhé quý vị. Đây là mẫu của quần tấm liền màu ghi sáng. Còn đây là mẫu của quần tấm liền màu ghi tối. Có hai cái màu ghi khác nhau cho các bạn có thể thoải mái lựa chọn. Mình cá nhân mình thì màu nào mình cũng thấy đẹp, nhưng mà cái này tùy thuộc vào sở thích cũng như là cái nhu cầu của quý vị. Cái mẫu thứ hai mà khách hàng sử dụng, bên mình sử dụng nhiều, đấy là của quần tấm liền kiểu tay màu xanh. Đây là mẫu của quần tấm liền kiểu tay màu xanh nhé. Màu xanh này thì mình thấy nếu mà mặt bằng của chúng ta lắp ở khu chợ, các kiosk chợ hoặc là các cái cửa hàng mà cho thuê để kinh doanh ấy, thì mình thấy khách hàng lựa chọn màu xanh này rất là nhiều. Và một cái mẫu của quần tấm liền tiếp theo mình muốn giới thiệu và thống kê trong cái video này là mẫu của quần tấm liền kéo tay màu vàng kem. Màu vàng kem này cũng được khách hàng sử dụng khá là nhiều nhé, chỉ đứng sau một chút so với màu ghi và màu xanh thôi. Trên đây thì mình vừa tổng hợp ba cái mẫu màu của quần tấm liền kéo tay màu mà khách hàng sử dụng nhiều nhất. Thứ nhất là của quần tấm liền kéo tay màu ghi, cùng hai màu ghi đậm và ghi tối và ghi sáng nhé. Thứ hai là của quần tấm liền kéo tay màu xanh. Đây là mẫu của quần tấm liền kéo tay màu xanh. Và cuối cùng là của quần tấm liền kéo tay màu vàng kem. Ba cái mẫu của quần này thì bên mình đều phân loại ra thành các cái mức, các cái loại là series 3, series 2, series 1 với mức giá cũng khác nhau, tùy vào nhu cầu cũng như là cái mức độ đầu tư tài chính của quý vị cho cái bộ cửa để chúng ta có thể lựa chọn phù hợp. Nhưng mà tuy nhiên theo mình thì chúng ta sử dụng mẫu nào cũng được. Đã là cửa kéo tay thì tất cả đều kéo lên kéo xuống nhẹ nhàng, vận hành nhẹ nhàng và đơn giản. Bây giờ cửa quần kéo tay vận hành rất là nhẹ nhàng rồi, khác với cái cửa quần kéo tay ngày xưa, các cái mẫu cũ thì mình thấy cái vận hành rồi là kéo lên kéo xuống khá là khó khăn. Nhưng mà bây giờ với công nghệ cải tiến mới thì cửa quần tấm liền kéo tay vận hành lên xuống rất là đơn giản, người bình thường chúng ta có thể vận hành thoải mái rồi. Các bạn muốn biết giá vật tư cũng như là cái giá lắp đặt hoàn thiện của cái sản phẩm của quần tấm liền kéo tay thì quý vị có thể để lại bình luận dưới bên dưới nhé. Hoặc là các bạn có thể liên hệ trực tiếp với số hotline của bên mình là 0982064269 để mình có thể báo giá và tư vấn cho quý vị từng trường hợp khác nhau, từng bộ cửa khác nhau. Bởi vì là cửa quấn tấm liền kéo tay thì mỗi nhà chúng ta sẽ có một kích thước khác nhau, hầu như không nhà nào giống nhà nào, nên là cần phải sự chính xác về số đo để chúng ta có thể thi công và lắp đặt một bộ cửa hoàn chỉnh được. Cái video ngày hôm nay mình vừa muốn thống kê và chia sẻ lại với tới quý vị ba cái mẫu màu của quần tấm liền kéo tay mà khách hàng bên mình sử dụng nhiều nhất trong tháng 9 và tháng 10. Cảm ơn mọi người đã xem cái video ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn ở các video mới ngày mai ạ. Xin chào mọi người.